Hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft, nhưng chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái khối lệnh đặc biệt, và mỗi khối lệnh có một cái hiệu ứng khác nhau. Hãy xem đến hết video để các bạn có thể biết được chúng ta sẽ làm được những cái khối lệnh gì. Nhân tiện, chúng ta đang rất gần đến với 900.000 người đăng ký rồi, nên nếu các bạn nào thích những video của mình và là fan của Sinh Tố, hãy ấn giùm mình vào cái nút đăng ký vì nó hoàn toàn miễn phí. Và YouTube thỉnh thoảng vẫn hay bị lỗi hủy đăng ký, nên nếu các bạn nào đã đăng ký rồi thì vẫn có thể kéo xuống dưới kiểm tra xem các bạn đã ấn nút đăng ký chưa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ chúc các bạn xem video vui vẻ. Ok, đâu rồi? Tập hợp lại. Chưa cái làng luôn, vô cái làng luôn. Anh biết thế nào, Huy cũng sẽ vô lấy đồ ăn trước. Anh phải vô chung với được. Hello, em thằng lấy hết. Lấy được rồi. Một cái. Chúc mừng anh Bảo. Một cái luôn. Trước. Anh Bảo để tích tận một cái luôn. Lấy được một đống rồi nè bạn ơi. Ôi, bánh mì ngon. Lấy được tận một đống luôn. Ok chưa? Và hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft. Các bạn có thể chế tạo ra một cái redstone. Có công thức chế tạo redstone luôn mà chúng ta không cần phải đi đào. Đó chính là xài 9 cục đồ ăn thì các bạn sẽ ra được redstone. Ôi nhưng mà tại sao mình phải chế tạo đá đỏ trong khi mình đi đánh rồng mà anh Bảo? Bởi vì chúng ta sẽ cần đá đỏ để chế tạo comment block. Tại sao phải cài comment block trong khi mình có thể giết rồng mà anh Bảo? Nhưng mà cần phải có comment block mới giết rồng được. Ôi, được thế nhờ. Và mình sẽ chế tạo được redstone bằng 9 cục đồ ăn. Vậy mình có dừng lại khá là tiện lợi. Tại vì chờ getting upgraded. Có rồi bạn ơi. có chút anh rồi. Có chứ anh Bảo. Có một giây rồi bạn ơi. Đây, mình sẽ chế tạo ra full đồ bằng đá cái nè. Rồi đến lúc của em rồi. Của em. Thấy gì chưa anh Bảo? Hồi một giây tôi cái anh Bảo. Hồi giây tôi cái. Ôi sắc ơi nhìn kỳ vậy. Cái sắc 17 nó khác các bạn. Ui, của em đây rồi. Đây 117 cho em được cái có khẩu trang nè, kỳ vậy. Boom, ngon, làm được cái cúp đó, làm được cái cúp sắt nha. Hay quá, có 3 cúp sắt rồi mọi người. Ngon, mình sẽ chế tạo ra cái cuốc sắt và chúng ta sẽ bắt đầu chế tạo comment block được chưa? Rồi, mình sẽ chế tạo redstone bằng cách mình cần gỗ sồi và boom. Đây. Ta đã có một comment block thường. Wooden comment block. Để coi chúng ta làm được những gì. Chúng ta hãy làm một cái phần gạt. Đây là một cái comment block bằng gỗ. Ra đây ha. Chúng ta coi thử coi cái này làm được những gì nè. Boom. Ok, khi comment block này cho mình full đồ bằng gỗ luôn. Được. Đâu rồi? Xài tiếp à? Anh đặt ngu thế bà. Đây, rồi. Được chưa? Đâu? Đấy, chỗ này này. Đấy. Lại. No. Chúng ta còn phải giữ lại cho những cái khác nữa. Tiếp theo, chúng ta sẽ chế tạo ra comment block bằng cây cúp. Goodbye chân. Wait, từ từ. Gì đây? Cái gì? Cái nút đâu? Give me noob netherite. Cái gì? Ui. Trời nó dính vậy luôn ơi. Cái gì dưới kìa? Ui cái gì dưới kìa? Đúng. Gỗ đâu? Không. Ở đây chúng tôi không làm thế. Trời ơi, coi vậy nữa. Truyền nước vô, đúng rồi. 200 EW. Tôi mà, truyền nước vô anh Bảo. Nhà xuống luôn. Rồi, nước xuống rồi. Đó. Đúng rồi. Để coi nó có gì nào. Kim cương kìa anh ơi. Cái gì? Có kim cương. Kim cương. Ui trong nước này có những cái gì nhờ? Anh có một chân của nó là full. Ôi! Wow! Dạ dạ. Wow! Trong đường này có những tất cả những cái phán sạn ở đây luôn. Uầy, chúng ta có kim cương này. What? Một lục bảo đây. Holy shit. Block quặng sắt chắc chắn là phải lấy. Làm biết là được luôn. Redstone. Ôi, redstone nhiều nha. Mình không còn phải tốn đồ ăn vô cái đống này nữa. Ngon. Đây, mình chế tạo được 64 block redstone luôn. Và tiếp theo mình muốn chế tạo đó là potato. Ui, ai có cái khoai lang không? Cho xin. Không. What the heck? Sao lại không nhỉ? Mình đã xoay qua lại đây, phút đồ kim cương rồi. Ok. Sao lại không nhỉ đúng rồi? Sao lại không nhỉ? Đây, full giáp kim cương được chưa? Ui, nếu mà mình làm cái đó mình xuống địa ngục thì mình có full được netherite không? Đáng xem. Đáng suy ngẫm cái này và ôi. À da. Xong, mình có full giáp kim cương rồi mọi người. Good job chưa? Có cái redstone làm bằng một cục kim cương. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái này. Ui khoan, đâu rồi? Có cái bộ tay tổ đây không? Đây. Đây. Rồi, để tạo ra thêm cái comment block nữa, mình sẽ sử dụng 2 comment block luôn, ok? Một lần luôn hả? Đây, bộ tay tổ và kim cương. Ra đây. Để chơi từ cái sida nhất sẽ là cái này, comment block bộ tay tổ. Xuống đây Huy, đặt vô đi bạn. Mở. Ôi, xem cái bộ tay tổ. Cái gì vậy? Ui có đường kìa. Ui giời, cũng được. Cái này cũng được. Ăn nhiều được, ăn được bánh mì nữa. Cái này nhiều hơn bánh mì. Giữ bánh mì đi. Giữ 2 stack là đẹp nha. Tao cũng vứt luôn. Rồi, tiếp theo. Mình sẽ giữ lại cái này. Dạ, thằng nào bật vậy? Hello anh Bảo. Dạ.
Huy bị gãy giờ anh ơi. Huy kia. Ồ, chúng ta có cái này. Huy bị gãy giờ, tội nghiệp Huy quá. Ở bên kia có kim tự tháp kìa. Kim tự tháp này, kim tự tháp nè. Vô. Có thể có đồ xịn, có để có đồ xịn. Ồ, ai có thịt zombie không? Em có hai thịt, em có hai thịt nè. Thịt gì? Thịt zombie. À ok. À có thịt zombie rồi nè. Ngon. Ồ, tao vàng nè. Đây, vài thêm thịt zombie. Xuống dưới đặt lại cái tấm áp lực cho nó bảo. Bye bye. Ôi, what? Ủa sao nổ nó không ra gì vậy? Sao nổ nó si đai vậy? À, Hiya nó đặt cái nước kìa. Hay ta, ok, lấy tiền ti, lấy tiền ti. Ui, tôi có thể làm comment đó bằng tiền ti được. Lên. Tiếp theo nè, comment block. Boom, shit. What the heck? Cái này hơi, nó biến tất cả mọi thứ thành khoáng sản này. Tiếp theo là một cái khối lợn bằng thịt zombie. Boom, ui, cái hình này có hình. Ổn rồi. Hình creeper em à. Oh, shit. Ở đây giờ. Rồi. Ta thấy ông ổn rồi đó. Ta đi trước. Boom. Oh. Tao biết là. Oh my god. Mấy con này là gì vậy? Wait. What the heck? Mày quay con dây nè. Ôi. Đừng có xuống. Cố trường tồn đi anh Bảo. Ok, đánh lộn, cái này lộn. Đánh lộn, bắt kèo, bắt kèo. Ui, con này con em mạnh vậy? Giờ mới thấy con này con em mạnh giờ. Thấy em mạnh không? Không. Anh nói không mà. Anh nói lại á. Sao lại không vậy? Ok, anh có play rồi. Này đi anh Bảo. Và bây giờ mình cần con gà để làm tiếp comment block tiếp theo. Ai sao mình kiếm. Tiền tì đâu, tiền tì đâu. Đây, tiền tì đây, đưa đây. Bắt đi Kiki. Rồi. Tiền tì để đây, chúng ta sẽ có. Ôi, explosive comment block. Em chạy trước đây. Các bạn đấy xem nó là gì nào. Dạ. Thôi em né ra xa trước nha. Quay. Đi ra đấy. Đây là comment block bằng tiền tì. Ok. Boom. Oh. Oh my god. Sao diễn vậy? Ủa sao đơn giản vậy? Ủa sao mà có lập được lại được không? Ý là cho nó ra hoài được không? Ra hoài thì em phải có cái máy đó. À không, ý là cái cục tinh ti còn nè. Ý là cái comment block tinh ti còn vậy. Nếu như mình gật quải ra nhiều đúng không? Vậy cho để cái này vô cái DN. Không rồng. Ô, hợp lý. Đây. Ủa, tôi giữ rồi, tôi sẽ giữ luôn. Ủa? Mới làm gì? Mình thu thập thôi. Rồi, thu thập thôi. Rồi, đi tìm con gà nào, Ui, con gà. Mày hả bưởi? Em lấy nha. Đưa lại nào, nhanh nào. Cái đồ này nào? Anh Bảo. Con này hả? Không, lông gà, phải phải thịt gà. Ủa em làm gì có lông? Đó. Ok, mình sẽ để thế này và boom. Elytra comment my lock quay. Cái gì? Cha. Cái gì? Boom. Oh! Oh no. Wait. Oh my god. Nhìn kìa. Phantom gì vậy? Holy shit, Phantom. Elytra đây rồi. 2 stack. Oh my god, mình lấy khoảng 4 stack pháo hoa đẹp nhỉ? Tại sao? Tại sao? Elytra xài sao hỏi chấm? À nè. Đúng rồi, nó xài như vậy đây. Và ui, từ 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 lấy lại cái này cái. Ê, mấy thằng nhóc. Ok, bay thử phát nào. Ok, comment block tiếp theo mà mình sẽ làm được khi mà ở trên mặt đất đó là comment block làm từ cái cây gậy của Iha vừa mới làm. Cái cây mà cái Iha kêu là phế nhất đây. Cuốc rồi. Cây cuốc, cho anh xin cây cuốc. Hoặc là em có thể làm cây cuốc. Yeah. Chưa khỏe rồi. Trời. Ủa, sao có bờ cục bình laser đây vậy? Anh vừa quăng ra ngoài á. Giữ đi. Ủa sao anh có vậy? Nãy cái mob ấy. Hù. Mob là cái gì? Farm everywhere. Để coi. Ôi em, cái gì? Đồ né thở. Đồ né thở. Ủa cái comment block rồi, mất tiêu rồi. Mất khùng rồi. Ồ, đồ né thở. Ôi, cho xin cái. Ồ, ok, một cái. Ha, cuốc né thở rip. Được luôn. Để mình làm lại cái block đó. Mỗi thằng lấy cái cuốc là đẹp rồi. Chúng ta đã làm được khoảng 8 cái comment block rồi. Còn 2 comment block nữa mà mình chưa làm. Thì comment block này phải xuống địa ngục. Ok, sẽ chế tạo thêm một cái này nữa. Làm thêm một cái picket nữa này. Mình sẽ tìm cái né thở rip. Ủa, chúng ta đã tới. Rồi sao còn một giọt vậy? Toàn, ai có sắc không? Anh hết sắc rồi. No. Cảm sâu đúng không? Đúng rồi. Thì lấy nước ra. Ok, hay quá. Em không phải như thế này. Đúng rồi. Rồi. Ôi làm lại cái mới bên đây. What the? Oh no. What? Oh no. Oh no. Oh no. Ok. Rồi. Ê từ từ chưa vô được. Không có một quạt. Đang làm phong cách mới. Trời ơi. Nè, có cái cổng đây nè. Nó chuẩn bị hiện ở cái cổng cho bạn coi. Tin đi. Ba. Sao nào? Từ từ. Anh thử cách này gì rồi? Đánh không? Đâu rồi? Ôi sao nó bật cái cục lá? Sao toàn chạy ngược đầu mà anh bảo? Tu vô. Trời ơi. Dân chiên. Mày ráp đây là sao? Ok. Gì? Che lại vậy luôn. Ok. Cho kè đưa kè. Ú thấy chưa? Bờ đồ ở đây. Bờ đồ. Tu vô. Tôi sắp từ cõi rồi. Từ chân rồi. Nó đừng cháy nó. Ok. Đó, cháy nó. Ok. Ok, rồi ra đây. Chúng ta cần làm cái comment block tiếp theo. Đó chính là Netherite comment block. Rồi, vậy mình phải cần làm cái cục kia. Đây, làm sẵn luôn. Boom.
Rồi. Ê! Ê! Lên 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 lên. Lên 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 lên. Rồi sao tới nhở? Rồi sao lấy? Từ từ. Rồi sao lấy? Oh, what the heck? Sao lấy? Đây là hỏi mọi người, đó dưới đó mọi người. Anh tin em làm được không? Em làm đi em. Thôi nói chết rồi, tao nói chết. Dù dốc quá. Ở dưới mình biết là có lava, mình chôn thôi. Rồi ra đây nè, ra đây thôi. Coi em làm lại cái mới cái mọi người vậy? Đây. Đào đường này xuống rồi sao mà anh bảo? Đào đường nào xuống? Lucky mày neo. Từ từ, làm lại cái cúp mới cái. Thì tự video xuống lại đi nha. Đưa em block, đưa em đánh Elytra. Ui, ui chết rồi, ném rớt, ném rớt, ném rớt. Trời ơi, mày đây. Yes. Easy. Quá dễ á. Trời ơi. Vậy? Nhiều lắm anh ơi. Tờ xì tát không à. Là có cái đó không? Có, cả, cả, cả. Có hả? Từ từ để xuống chung, để xuống chung, để xuống chung. Ơi. Dĩ hòa thì phi quý thôi anh bảo. Ở dưới kìa. Đưa em đồ đi. Bên phải của anh gặp bà. What the? Từ từ. Mình phải xuống coi cái đã. Ê. Anh bảo. Ngu dốt hiểu anh bảo. Em không hiểu anh luôn anh bảo. Huy đang dưới không Huy? Đúng rồi, tôi đang một mình bàn tay. Bàn tay trắng của tôi sắp có lại tất cả rồi anh bảo. Này nha, cặp này nè. Bàn tay trắng của tôi đang ở dưới đây rồi anh bảo. Tôi sắp trở thành một người nhà giàu rồi. Nhớ giữ anh bảo. Rồi anh bảo, tôi chính thức trở thành nít kiếp. Đó. Đó, giờ xuống lấy đồ anh em, kêu làm nít kiếp. Đó là chuyện đương nhiên anh bảo. Ôi. Anh ngu dốt thiệt luôn anh bảo. Anh đâu phải là anh rồi Huy mà. Nó có cái lỗ xuống. Sao mà tao anh đào xuống dưới. Oh my god, Elytra đây rồi. Đồ xịn quá, đồ xịn quá. Anh bảo. Ok được. Yeah. Yeah. Ok, ê đồ em đây rồi Huy á. Anh cầm lên mà. Chúng ta cùng lên mặt đất nào, chúng ta cùng lên mặt đất nào. Ok, mình sẽ làm cái... Anh không biết, nhưng mà Hia đã rời khỏi Discord. Em ơi, quay lại. Rồi, chúng ta cần lấy lại một miếng gỗ. Hia ơi. À, nó vô rồi. Ok, do anh rồi game, ok. Đâu rồi, đó đâu rồi. Để anh qua đưa Elytra. Rồi, tiếp tục nào. Đây, còn rung cái này lên. Action Debris. Đó, chúng ta cần một cái vụn Nether. Và các bạn biết làm gì đấy? Chẳng làm comment block bằng cái này. Ui, một cái màu đen luôn. Wait, what? Ra đồ này tờ chắc luôn, em đứng gần trước nha. Oh! Oh! Oh my damn. God! Damn! Chúng ta cần khoảng 2 block netherite là chúng ta có thể làm được một bộ giáp rồi mọi người. Cái lọ của anh mất tiêu rồi. Ôi, nó mất chung với những cái quạt kia của mình rồi. Đâu rồi? Đây. Boom. Ok. Ôi, anh bảo táp lên cái anh bảo. Anh rồi. Ôi! Ôi! Đâu nè? Nhìn nó kiểu kênh nó ồn, khó chịu á. Hàng fuck yeah. Fuck yeah chính hiệu luôn. Ôi, bay mất tiêu luôn rồi. Oh no, nó đi đánh rồng luôn. Ok, đã đủ sắt rồi nè. Keep me. So. Anh vứt ở dưới địa ngục rồi. Làm hai like cho xem. Ok, được anh bảo. Ê, mới làm cái show. Mới làm lại cái show luôn mọi người. Buồn, đàn em quá. Từ từ. Au, đưa nó cái show kìa. Đây, cũng phải từ từ chứ. Cho ta lấy nước chứ. Cho anh em mà trời. Nè, trước khi đó mình cần phải làm cho mình một cái bàn để mình đổi tất cả những món đồ này lên Elytra. Ok, đổi cái đống này qua Netherite nè. Xong. Ôi. Anh đi nó định qua thờ rớp. Ok, cần làm cái show mới nào. Ok, chuẩn bị xuống địa ngục nào. Ngồi bay luôn rồi. Ta bê. Qua thờ rớp, qua thờ rớp, qua thờ rớp. Đang tập qua thờ rớp kìa. Anh áo xem. Ôi trời ơi. Ok, đi rồi. Ủa đi hướng nào đó? Đi đại một hướng thôi. Ta thấy đồ forget rồi. Vô. Được của nó luôn. Thay giáp lại nè. Hiha đâu rồi? Không sao, kể đi. Nó sẽ tự lên lại thôi. Thử cố gắng được, nỗ lực. Cố gắng được rồi. Đi rồi, đi rồi. Ê, bên đây, bên đây nè anh bảo. Ok, thêm một cái que nữa, hai cái que rồi. Ôi giời. Xuống đây. Ôi giời, sao quét nhiều vậy? Rồi. Rồi, mấy con này nó cứ bay ra hoài vậy. Ok. Ôi. Cảm nhận động năng là cái gì vậy? À, bay nhanh quá nó te. Cảm giác như kiểu nó đang xài cái gì đó, nó chạy nhanh lắm vậy. Rồi, em đã hiểu là lý do. Anh lấy được đủ 8 cái rồi. Đi tìm Bastion nào. Ô, đây có Bastion này, đây có Bastion, Bastion. Treasure Bastion luôn. Đây là Bastion luôn. Được. Ngon ta. Ôi, từ từ. Đánh với tụi này phải mặc giáp Netherite vô. Chúng mình sẽ vào đây mọi người ạ. À. Nhưng mà từ từ mình sẽ cần bay lên đây. Đúng rồi, đúng. Ok. Ở đây có thể đập được block sắt. Ôi ơi. Oh my god. Nửa máu. Ui. Ui. Quả đó là mém về nhà đấy. Ok, đây có hai block sắt nè. Lấy để chặn lại cái đã. Không có fortune. Mày nhớ bưởi. Mày nhớ bưởi. Ui nhiều con. Ui cái gì hết hồn. Ê Huy coi chừng. Đi ra. Hình như mấy con này là hơi chết là hơi toang đó. Ok, xong chặn lại ở đây. Đập hai cái này đi. Rồi, chúng ta đi vô rồi đó. Ở khoan, trước khi đi vô. Đây, ba cái quần vàng. Mặc quần vàng. Hello. Mặc quần vàng vô. À, có quần trên kia em quên lấy rồi. Nha rồi, quần vàng.
Từ bay ngang, bay giờ từ thôi. Kiểu vòng qua lượn lại á, rồi mới xuống. Ok. Tại sao chúng ta phải cần lấy vàng anh bảo? Đi lấy Ender Pearl. Hello. Đây bạn, xuống đây bạn. Xuống luôn. Ấy á. Bye. Đang dụ lắm trời. Ủa em đâu biết đâu. Rồi đi xuống luôn nè. Ui dưới có con, ở dưới có con nữa. Ui rồi. Ok. Để coi, kim cương nè. Và lời nguyện biến mất. Không cần lắm. Vàng, block sắt. Ui sao có mấy con slime nhiều vậy? Chứ đó. Mày bụi. Ok, rồi xong. Lấy sắt. Rồi. Let's go. Xuống đây bro. Đúng rồi. Này, xuống đây. Để coi hết cho cái gì. Đâu nhỉ? Còn Big Lin ở đây nữa không? Huy tìm không có Huy. Rồi, để hết sắt vô đây rồi. Ok, để mình coi mình được cái gì nào. Có con mắt không ta? Ồ. Chúng ta chỉ có 9 cục ngọc thôi. Từ, giết hết tụi này cái đã. Oh no. Mày nha bữa. Chúng ta chỉ có 9 cục ngọc thôi à. Ui 11 khối vàng, tao mình vẫn còn mà. Không ổn rồi. Đây. Rồi, bấm vô cái cổng đi. Để chúng ta có thể đi về. Ok. Tôi đi về trước đây anh bảo. Chúng ta sẽ cần đổi đồ với dân làng đấy. Oh my god, chúng ta đang ở xa dữ vậy ta. Ok. Quăng Ender nào. Ok, hướng này. Đi. Ui dân làng đây rồi, ngon. Dân làng lại. Và chúng ta có cái nhà. Quay, cái ui. Nhà là vãi cả trường. Chắc là phải xuống lại địa ngục rồi đó. Nhị trời. Ở đây đi Huy, ở đây về tàu đội đi anh xuống địa ngục cái. Bởi vì chúng ta cần một thằng dân làng đổi ra Ender Pearl. Anh sẽ quay lại cái cổng. Chúng ta cần play drop. Mình xin một cái nào. Một cái. Ok. Boom, chúng ta sẽ làm cái bàn thuốc xong. Ok, đi về thôi. Chuyên nghiệp rồi, ok. Lên thôi. Hướng này. Rất may mắn là mình đã tìm được cái dân làng ở đây. Tới rồi đây. Thằng dân làng đâu rồi? Mình cần một thằng dân làng nào đó ra bất kỳ ở đây. Đổi đồ với mình, làm nghề đi. Hãy biến thành thằng có nghề đi. Không ra được đâu. Không ra được đâu bạn ơi. Học nghề nè. Nghề nè. Ok đây. Boom. Mình cần đổi ra cái tôn này. Ok, đổi tiếp ra cục ngọc Luli. Ok, 18 cục là dư sức rồi. Boom, 4 cục nữa. Xong. Em có Emerald không ơi? Không. Thôi. Có 12 cục đây rồi. Rồi, tạm biệt. Đi thôi. Boom, hướng này. Đi. Oh no. Đi thôi. Ui có hai cái làng luôn à. Wow. Ô quay lại vô cái làng em ơi. Có mắt quay lại ơi. Đây để coi. Ui gần đây thôi. Hay quá, con mắt chúng ta vừa đủ. Shit, đoạn này căng này. Ok ở đây. Ui vẫn đi tiếp. Bảy. Chưa đi xuống. Hết hồn liền. Rồi cho này đào xuống hợp lý rồi. Ừ. Đây đào xuống đi. Đào xuống đi Huy. Có con. Liệu ở dưới đó có hay không đây. Ui có con nhện trên đầu em kìa. Let's go. Easy. Và chúng ta cần tìm cái phòng nữa là được. Ở đâu đây. Phòng sách nè. Đổi lại bộ giáp. Anh tới được cái phòng luôn rồi nè. Đây. Ủa nhanh vậy. Ngon. Cho phòng sách. Đâu anh đâu. Anh thấy rồi. Mình cần ba cái này để mình làm cây cung. Có cần cây cung không? Không cần. Tôi có Elija. Có giường chưa? Như là chưa. Có được hai giường rồi. Thôi ok. Đủ. Đi thôi. Có hai con mắt trong đây luôn à. Ngon. Để con mắt vào. Các bạn chuẩn bị sẵn sàng đánh với Ender Dragon chưa? Ok. Đã xuống rồi. Chúng ta sẽ đánh với Ender Dragon lần đầu tiên trên livestream. Ghê vậy anh Bảo. Xuống thôi. Quên sao mình phải đảo quá. Từ từ ta mình có thể đào thẳng lên được. Uầy, anh Bảo ơi. What? Một cái. Hello. Và đây. Đây. Uầy, bờ đồ rồi đây nè. 1 2 3. Ui, cái thứ ba này cũng đấy. 3. Ok, 4. Ok, lần tiếp. 5. Ghê ha. Mày hả bưởi. Cũng từ nè. 6. Xong. Rồi, comment block đâu? Chúng ta sẽ làm cái comment block cuối cùng. Đây. TNT. Đây. Yeah. Các bạn sẽ cần 4 cái comment block ở đây. Và để tất cả những comment block mà các bạn có thể chế tạo được xung quanh thế này. Boom. Các bạn sẽ tạo được comment block. Ủa, không biết sao? Cái này dùm để làm cái gì nhưng mà. Đây. Boom. Oh my god. Ôi giời ơi. Holy. Rồi xong, bye bye. No. What the heck? Cái gì vậy? Holy shit! Huy ơi, của anh từ cái lỗ Huy ơi! Anh không nghe liên tra! Em tưởng anh chết rồi mà! Lên lại rồi! Cái lỗ spawn! Từ! Cứu! Wait! Tất cả những con quái vật đều ở đây hết rồi! Vậy là anh bảo không chết được tin ti luôn! Có liên tra mà! Tất cả những cái comment block đều xuất hiện ở đây! Nhưng mà comment block mất rồi mà! Comment block đâu mất đâu! Có đường ở dưới! Đường ở dưới kìa! Ok! Đây có hồ nước! Ở quá ta! Đâu quá anh ghê. Đâu anh ghê lấy lại chứ. Chế còn mà lóc tin ti lẹ. Đây. Chế đình bảo. Đường. Đây. Anh chế tạo đâu. Trời ơi đây. Đây. Lẹ. Đây. Còn em lóc TNT. Boom. Rồi lên kết thúc lẹ. Đây cầm đi Huy. Làm đi. Ok anh bảo nhìn thấy gì chưa. Từ chưa thấy gì hết.
Đây, anh đây. Được rồi, gần cần gai gần má. Để tháp xuống mình. Rồi. Ôi, nó xuống rồi. Từ từ đẹp, từ từ gần gần kia ra. Ui. Ủa sao nó nổ? Ôi nó nổ rồi đấy. Không nghe gì luôn. Để lên. Rồi, nó xuống kìa. Từ từ. Chuẩn bị nha. Rồi. Ok. Đúng hướng rồi đó. Oh my god. What the. Nó chỉ ra tì tì thôi chứ nó không đánh rồng thì phải. Ok. Trời ok, mình chưa đụng được nó đâu mọi người. Ơi nó xuống, nó xuống. Mày nè con, mồ chôn của mày đây rồi. Đúng rồi. Anh đi đứng này. Lần cuối là mày chết. Ôi xuống kìa. Ok. Nè. No. Tao rất đi nhanh đấy nhờ. Xuống kìa. Rồi. Đúng rồi, let's go. Yeah. Sau kết thúc mãn nguyện, mình đã giết được con rồng. Hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft.